Nếu còn gặp khó khăn trong việc cài đặt IPN, hãy xem hết video này nhé. IPN hay còn gọi là điểm truy cập là cài đặt để sử dụng được mạng của SIM Data, giúp bạn kết nối với nhà cung cấp để bắt đầu sử dụng dịch vụ. Để thực hiện với mình thì hãy chắc chắn rằng điện thoại của bạn là máy quốc tế, vì nếu là máy lock thì sẽ không thể sử dụng được dòng SIM Data này. Chuẩn bị tập hướng dẫn cài đặt IPN được đính kèm để dễ dàng đọc lại, và cái quan trọng nhất là một chiếc SIM Data của GoJapan. Sau khi đã lắp được SIM, hãy chắc chắn rằng cột sóng hiển thị như trong video. Nếu xuất hiện dòng chữ không có dịch vụ và mất cột sóng, hãy liên hệ ngay với GoJapan để được tư vấn hỗ trợ. Chú ý, hãy kết nối với Wi-Fi có sẵn để cài đặt được dễ dàng hơn. Có sóng rồi thì bước ngay vào bước đầu tiên, hãy xóa hết mọi IPN cũ đã cài trong điện thoại trước đó để tránh bị nhầm lẫn khi cài đặt IPN của GoJapan. Để xóa, chúng ta hãy vào phần cài đặt và làm theo thứ tự dưới đây để xóa các IPN cũ. Xóa từng IPN một cho đến khi trống phần cấu hình đã tải. Bước 2, tải cấu hình IPN của GoJapan. Mở trình duyệt Safari và nhập link trên. Lưu ý, hãy nhập đúng link tương ứng với SIM mà bạn đã mua. Nhấn cho phép. Sau khi truy cập vào đường link, điện thoại sẽ tự động tải về cấu hình IPN vào máy. Ấn đóng để tắt thông báo tải IPN thành công. Bước 3, cài đặt cấu hình IPN cho điện thoại của bạn. Tương tự như bước 1 cũng vào phần cài đặt, nhưng lần này là để kích hoạt IPN bạn vừa tải về. Hãy kiểm tra lại tên và phần mô tả của IPN. Sau đó chọn và nhấn cài đặt như trong video. Nhập mã mở khóa màn hình, tiếp tục ấn cài đặt và xác nhận cho đến khi IPN được cài đặt hoàn tất. Nhấn xong để kết thúc quá trình cài đặt. Sau đó khởi động lại điện thoại, và thế là bạn đã được vào mạng của GoJapan rồi. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với GoJapan thông qua kênh fanpage, Facebook, Instagram, hotline để được nhận sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhân viên nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng GoJapan, dịch vụ SIM và Wi-Fi dành cho người Việt tại Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem video.